Xin chào quý vị và các bạn. Miền Bắc đã ở trong những ngày giữa tháng 2 nhưng tiết trời lại chuyển rét khô nên thuận lợi trong hoạt động giao thông cũng như sinh hoạt thường nhật của người dân. Cụ thể Bắc Bộ chịu tác động của không khí lạnh suy yếu chậm nên trời còn nhiều mây, song mưa thì vẫn ít xuất hiện. Nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ tăng lên mức 20 đến 22 độ ở khu vực phía Đông và từ 21 đến 23 độ ở các tỉnh thành phố thuộc Tây Bắc Bộ. Dự báo nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ dần trong những ngày cuối tuần. Với các tỉnh thành miền Trung, thời điểm mưa vừa đến mưa to đã qua. Đến hôm nay chỉ còn mưa rải rác, tập trung tại khu vực Trung Trung Bộ. Còn về nền nhiệt, duy trì ổn định. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời vẫn rét với mức nhiệt từ 20 cho tới 23 độ. Riêng Thanh Hóa có nơi thấp hơn. Trong khi đó, thì các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, nhiệt độ dao động từ 23 đến 25 độ. Khu vực Nam Trung Bộ nhiệt độ cao hơn ở mức 26 đến 29 độ. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có thể đạt 30-31 độ. Ở phía Nam gồm Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng từ sớm nên nhiệt độ lại tăng trở lại. Ở Tây Nguyên, các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng nhiệt độ phổ biến từ 27 cho tới 30 độ. Riêng Cát Tiên, Lâm Đồng nhiệt độ cao tới 34 độ. Còn tại Nam Bộ là 31 đến 34 độ. Riêng một số nơi ở miền Đông như Đồng Phú, Thủ Dầu Một thì nhiệt độ sẽ cao 35 độ. Trên biển khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông hay vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao từ 2 đến 5 mét, biển động mạnh. Với khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao từ 2 tới 5 mét, biển động. Đến đây bản tin thời tiết sáng ngày 17 tháng 2 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Thank you.